Sáng nay, mùng 5 tháng 12, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trên địa bàn đã vừa xảy ra vụ cháy khiến cho một bé gái 8 tuổi tử vong. Theo thông tin ban đầu vào lúc 3 giờ 34 phút cùng ngày, lửa đã bùng lên trong căn nhà có địa chỉ số 165 trên 91Y, đường Tôn Thất Thuyết, phường 15, quận 4. Nhận được tin báo, đội phòng cháy chữa cháy quận 4 và hai đơn vị thuộc PC07 đã được điều động đến hiện trường, chia thành nhiều mũi, phun nước vào trong nhà để khống chế đám cháy. Và đến 4 giờ 25 phút sáng thì đám cháy được dập tắt. Lực lượng chức năng đã hướng dẫn 10 người thoát nạn ra bên ngoài và ngăn không để cháy lan sang các nhà dân xung quanh. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bé gái sinh năm 2015 đã tử vong tại chỗ và đưa được thi thể bàn giao cho công an địa phương xử lý hỏa hoạn thiêu dụi 5 xe gắn máy và làm cháy các vật dụng của gia đình.